VNPT Vinaphone hân hạnh tài trợ phát sóng chương trình này. Hân hoan chào đón quý khán giả và các cổ động viên đang đến với chương trình Đường đến Vinh Quang. Đây là cuộc thi tuần thứ 3 tháng thứ 8 năm thứ 14. Thưa quý khán giả và các cổ động viên, đối với mỗi vòng thi của chương trình Đường đến Vinh Quang đều là những thử thách rất hấp dẫn và gây cấn dành cho các thí sinh. Có giành được điểm số cao hay không? Bên cạnh việc vận dụng những kiến thức đã học thì sự bình tĩnh, tự tin của các bạn cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Chúng ta hãy ủng hộ cho các thí sinh và chờ đón xem ai sẽ là người chiến thắng. Thưa quý vị và các bạn, đến tham dự chương trình Đường đến Vinh Quang tuần này xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Nguyễn Văn Phấn, Phó Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang. Trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Hoài Linh, Phó Giám đốc VNPT Vinaphone Tiền Giang. Về phía Hội đồng Cố vấn và Biên soạn đề thi, xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của thầy Nguyễn Phương Toàn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang, Phó Chủ tịch Hội đồng Cố vấn. Trân trọng giới thiệu thầy Huỳnh Thiện Bảo, trưởng phòng Phòng Giáo dục Trung học Giáo dục Thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang, Phó Chủ tịch Hội đồng Cố vấn. Cùng quý thầy cô là thành viên trong Hội đồng Cố vấn và soạn thảo đề thi, xin được trân trọng giới thiệu. Quý thầy cô đại diện các trường có thí sinh dự thi trong cuộc thi ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu cô Nguyễn Thị Kim Thoa, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông chuyên Tiền Giang. Trân trọng giới thiệu cô Trần Thị Mỹ Linh, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Lưu Tấn Phát, tỉnh Tiền Giang. Trân trọng giới thiệu sự hiện diện của cô Hà Thanh Thiên Trang, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Trương Định. Trân trọng giới thiệu sự hiện diện của thầy Phan Ngọc Quý, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Tư Thục ấp Bắc. Và chúng ta cùng chào đón sự hiện diện của quý thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh là cổ động viên đến tham dự chương trình. Xin một tràng pháo tay để trân trọng chào đón. Ban tổ chức cũng chân thành cảm ơn các đơn vị đã tài trợ và đồng hành cùng với chương trình Đường đến Vinh Quang, VNPT Vinaphone Tiền Giang, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết tỉnh Tiền Giang, đơn vị bảo trợ thông tin cho chương trình Báo Mực Tím thành phố Hồ Chí Minh. Một tràng pháo tay để chân thành cảm ơn. Quý vị và các bạn thân mến, tham gia cuộc thi Đường đến Vinh Quang tuần thứ 3 tháng thứ 8, những gương mặt thí sinh nào sẽ tham gia cuộc thi? Bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón các bạn ấy nhé. Vị trí đầu tiên, chúng ta cùng chào đón thí sinh Phan Nguyễn Đức Anh, lớp 11 khóa Trường Trung học Phổ thông chuyên Tiền Giang. Lời nói đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến quý vị đại biểu, quý ban giám khảo, quý thầy cô và chị MC và các bạn học sinh đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Phan Nguyễn Đức Anh, học sinh lớp 11 hóa Trường Trung học Phổ thông chuyên Tiền Giang. Đến với chương trình ngày hôm nay, mục đích của em là có thể giao lưu, học hỏi cũng như trao dồi vốn kiến thức cho bản thân mình. Và em mong rằng mọi người sẽ luôn cổ vũ cho em và cả ba bạn thí sinh cùng tham gia chương trình ngày hôm nay. Em xin cảm ơn. Cảm ơn Đức Anh, mời em về vị trí. Vị trí thứ hai, chúng ta cùng chào đón thí sinh Dương Thị Bích Ngọc, lớp 11A, Trường Trung học Phổ thông Lưu Tấn Phát. Em xin kính chào quý thầy cô và quý vị khán giả. Em tên là Dương Thị Bích Ngọc, em đến từ lớp 11A1, Trường Trung học Phổ thông Lưu Tấn Phát. Hôm nay đến với cuộc thi, mục đích của em là để học hỏi trao dồi kiến thức từ các bạn cùng chơi. Em mong sẽ có một kỷ niệm đẹp với chương trình. Mong mọi người sẽ ủng hộ em cùng với ba bạn cùng chơi. Cảm ơn em. Vị trí thứ 3, chúng ta cùng chào đón thí sinh Trần Minh Tài, lớp 11A1, Trường Trung học Phổ thông Trương Định. Kính thưa quý đại biểu, quý thầy cô cùng các bạn học sinh, em tên là Trần Minh Tài, em học lớp 11A1 của Trường Trung học Phổ thông Trương Định. Thì đến với cuộc thi này thì em muốn là kiểm tra năng lực của bản thân, mong mọi người cùng ủng hộ cho em và ba bạn cùng thi. Nhất định mọi người sẽ ủng hộ cho các em. Cảm ơn Minh Tài. Và vị trí thứ tư, chúng ta cùng chào đón thí sinh Lê Nguyễn Phước Lộc, là học sinh lớp 10A6, Trường Trung học Phổ thông Tư Thục ấp Bắc. Dạ, xin chào quý đại biểu, quý thầy cô và các bạn. Thì em là Lê Nguyễn Phước Lộc, học sinh lớp 10A6, Trường Trung học Phổ thông Tư Thục ấp Bắc. Thì hôm nay em đến cuộc thi này là để trao dồi thêm kiến thức và để thử xem kiến thức của bản thân mình tới đâu. Thì rất mong nhận được sự cổ vũ
từ các bạn cho mình và các bạn cùng chơi. Cảm ơn Phước Lộc, mời em về vị trí. Quý vị và các bạn thân mến, vậy thì 4 thí sinh đã có mặt trên sân khấu và đều rất là sẵn sàng để đến với các vòng thi. Bây giờ thì mời các thí sinh đến với vòng thi đầu tiên. Vòng thi xuất phát. Vòng thi thứ nhất xuất phát. Thí sinh bấm phím để chọn một bộ đề. Trong 60 giây, mỗi thí sinh sẽ trả lời 10 câu hỏi thuộc mọi lĩnh vực. Trả lời đúng cộng 10 điểm mỗi câu. Trả lời sai hoặc bỏ qua câu hỏi không cộng hay trừ điểm. Trước khi thi thì Kiều Ngân xin phép được giao lưu với thí sinh để các bạn có một tâm lý thoải mái và sẵn sàng hơn. Chào Đức Anh. Dạ em chào chị. Đức Anh thân mến, chị được biết em là học sinh chuyên hóa. Thì chắc là mình yêu thích môn hóa rồi. Nhưng mà ngoài môn hóa ra thì em còn có tình yêu đối với môn nào khác không? Dạ ngoài môn hóa ra thì em còn có một tình yêu dành cho môn ngữ văn. À vậy hả? Chắc là ở đây cũng có nhiều bạn yêu môn ngữ văn ha. Nên cũng rất là thích thú với câu trả lời của Đức Anh. Hy vọng là với những thế mạnh, với những tình yêu đối với các môn học thì em sẽ vượt qua những câu hỏi của chương trình nha. Bây giờ Đức Anh đã sẵn sàng chưa? Dạ sẵn sàng. Mời Đức Anh chọn bộ đề. Đức Anh chọn bộ đề số 6. 60 giây bắt đầu. Pay attention your plan. B. Sai, đáp án đúng là C. Carbon is an element. A. Đúng. Câu thơ trăng nhập vào dây cung nguyệt là trăng sáng trên đầm sen. Sai, đáp án là Nguyệt Cầm. Ai là tác giả của bài thơ nổi tiếng Đôi mắt người sơn Tây? Tây Tiến. À, Quang Dũng. Chính xác. Sông Vận Động Thống Nhất thuộc tỉnh thành nào của nước ta? Thành phố Hồ Chí Minh. Đúng. Trong các môn thể thao sau, bắn súng, quần vợt và cầu lông, môn nào khác biệt với các bắn môn súng? Hỏi? Chính xác. Năm 1945, ở Đông Nam Á có bao nhiêu quốc gia giành độc lập? Ba. Đúng. Tầng lớp nào là tầng lớp thấp nhất trong xã hội cổ đại phương Đông? Nô lệ. Đúng. Có bao nhiêu mặt phẳng chứa hai đường thẳng chéo nhau? Một. Sai, đáp án là không. Các mặt bên của hình chớp đều là hình gì? Hình tam giác. Sai, đáp án là tam giác cân. Một tràng pháo tay cho Đức Anh. Bạn đã hoàn thành phần thi xuất phát và mang về cho mình số điểm là 60 điểm. Chúc mừng bạn. Xin chào Bích Ngọc. Dạ em chào chị. Bích Ngọc thân mến, trước khi đến với cuộc thi thì em cảm thấy như thế nào? Dạ em thấy rất là vui khi mà mình được đến tham gia cuộc thi. Rồi bây giờ khi đã có mặt ở sân khấu của chương trình rồi thì cảm xúc của em ra sao? Dạ bây giờ là em hơi hồi hộp. Một cô gái rất là dễ thương đó đúng không ạ? Chúng ta có thể dành thêm một tràng vỗ tay nữa để động viên tinh thần của Bích Ngọc không ạ? Bây giờ thì Bích Ngọc đã sẵn sàng chưa? Dạ sẵn sàng. Mời em chọn bộ đề. Bích Ngọc chọn bộ đề số 8. 60 giây bắt đầu. They landed the moon in 1969. A. Sai, đáp án B. Smoking is not here. C. Chính xác. Bài thơ Thời gian là của tác giả nào? Nam Cao. Sai, đáp án là Văn Cao. Trong truyện Kiều, Kim Trọng về đâu chịu tang chú? Bỏ qua. Đáp án là Liêu Dương. Câu lạc bộ bóng đá Manchester City thi đấu tại giải du lịch quốc gia nào? Anh. Đúng. Theo lượt thi đấu môn cờ tướng, quân cờ nào khi bị vua đất phương Tướng. Bắc? Đúng. Từ thế kỷ 16, Philippines trở thành thuộc địa của nước nào? Hà Lan. Sai, đáp án đúng là Tây Ban Nha. Cột đá Ashoka là công trình Ấn Độ. Đúng. Hàm số mời bạn xem có đoạn hàm bằng bao nhiêu? Không. Đúng. Cho hàm số mời bạn xem có hệ số gốc của tiếp tuyến với đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ x bằng 0 bằng bao nhiêu? 7. Sai, đáp án đúng là 4. Các bạn thân mến, Bích Ngọc đã rất là cố gắng và với phần thi vừa rồi, bạn ấy đã mang về cho mình số điểm là 50 điểm. Chúc mừng Bích Ngọc. Bây giờ thì đến với phần thi của Minh Tài. Em có thể chia sẻ cho mọi người được biết là bây giờ cảm xúc của mình như thế nào?
Dạ, bây giờ em thấy rất là hồi hộp chị. Rất là hồi hộp luôn hả? À, trước khi đến với chương trình thì em nhận được sự cổ vũ động viên như thế nào từ phía mọi người? Dạ, thì các bạn trong lớp của em cổ rượu em rất nhiều và thầy cô chủ nhiệm cũng vậy ạ. Cổ động viên của Minh Tài đang ở đâu ạ? Bình tĩnh, tự tin, chiến thắng chính là những câu slogan mà các bạn dành cho em. Em cố gắng nha. Bây giờ em đã sẵn sàng chưa? Dạ rồi chị. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thi của Minh Tài. Mời bạn chọn bộ đề. Bộ đề mà Minh Tài chọn là bộ đề số 1. 60 giây, bắt đầu. Mount Everest is of the mountains in the world. C, C. Đúng. She from Harvard University. C. Đúng. Trong bài thơ Gai, nhà thơ Mai Văn Phấn nhắc đến loại hoa gì? Hoa hồng. Đúng. Quang Dũng là một nghệ sĩ đa tài, ông thành công nổi bật ở lĩnh vực nào? Nhà văn. Sai, đáp án là thơ ca. Võ phục môn Taekwondo có màu sắc chủ đạo là màu trắng. Gì? Đúng. Trong các môn thể thao sao, đá cầu, cầu mây và bóng rổ, môn nào khác biệt? Bóng rổ. Đúng. Vào thời nhà Hồ, Hà Nội có tên gọi là gì? Thăng Long. Sai, đáp án đúng là Đông Đô. Ai Cập cổ đại được hình thành và phát triển ở đâu vực? Đúng. Giao điểm ba đường phân giác trong? Nổi tiếp. Đúng. Giá trị có tần số lớn nhất được gọi là chấm chấm của mẫu mốt, số? Mốt. Đúng. Tràng pháo tay của các bạn chính là sự ngưỡng mộ dành cho Minh Tài. Bạn ấy đã mang về cho mình số điểm là 80 điểm. Chúc mừng Minh Tài. Xin chào Phước Lộc. Dạ, chào chị. À, Phước Lộc rất là tự tin đúng không ạ? À, chị được biết á, là Phước Lộc là thí sinh nhỏ tuổi nhất trong 4 bạn. À, thì cảm xúc của em như thế nào sau khi thấy anh chị của mình thi xong? Dạ, cũng hơi áp lực. Nhưng mà cũng... cũng vui. Cũng vui, tại sao vui? Dạ tại được lên TV. Vậy là mình được lên TV là vui rồi đúng không? Dạ. Cha mẹ, bạn bè, thầy cô đang rất tự hào về em. Em cố gắng nha. Rồi, chúc Phước Lộc của chúng ta sẽ vượt qua các câu hỏi của chương trình. Bây giờ Phước Lộc đã sẵn sàng chưa? Mời Phước Lộc chọn bộ đề. Bộ đề của Phước Lộc là bộ đề số 3. 60 giây, bắt đầu. He wanna take part the game. B. Đúng. He plays football. B. Sai, đáp án đúng là C. Tiểu thuyết Đất rừng phương Nam đem lại cho độc giả những hiểu biết về văn hóa và con người ở đâu? Đồng bằng sông Cửu Long. Sai, đáp án đúng là Nam Bộ. Tác phẩm Bệnh Ngô Đại Cáo được Nguyễn Trãi viết theo lệnh của ai? Lê Lợi. Đúng. Trong các môn thể thao sao, bóng đá, bóng chuyền và điền kinh, môn nào khác biệt với điền kinh? Đúng. Sân vận động Gò Đậu thuộc tỉnh thành nào của nước ta? Thành phố Hồ Chí Minh. Sai, đáp án đúng là Bình Dương. Sau khi lên ngôi vua, Hồ Quý Ly đặt tên nước ta là gì? Đại Ngu. Đúng. Điền từ còn thiếu vào câu sau, dân ta phải biết chấm chấm sử, chấm. Sử. Chính xác. Phương trình mời bạn xem có bao nhiêu nghiệm là số nguyên? Vô số. Sai, đáp án đúng là vô nghiệm hoặc là không. Gieo đồng thời ba đồng xu cân đối và đồng chất không gian mẫu có bao nhiêu phần tử? 9. Sai, đáp án đúng là 8. Thưa quý vị và các bạn, xin kính mời phía hội đồng cố vấn có ý kiến trong phần thi của bạn Phước Lộc. Hội đồng cố vấn xin có ý kiến về cái phần thi xuất phát của em Phước Lộc như sau. Trong phần thi của em có một câu hỏi, hỏi về cái tiểu thuyết Đất rừng phương Nam đem lại cho độc giả những hiểu biết về văn hóa và con người ở đâu. Thì đáp án đúng theo văn bản giáo khoa là Nam Bộ mới đúng, nhưng mà em trả lời là đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên thì xét thấy cái tính tương đương, do đó là hội đồng cố vấn chấp nhận cho em đúng câu này. Dạ, xin trân trọng cảm ơn phía hội đồng cố vấn. Và chúng ta chúc mừng cho Phước Lộc, bạn được cộng thêm điểm cho câu hỏi vừa rồi. Quý vị và các bạn thân mến, vậy thì 4 thí sinh đã đi qua vòng thi đầu tiên, vòng thi xuất phát. Và bây giờ chúng ta cùng nhìn lại điểm số của các thí sinh. Đức Anh mang về số điểm là 60 điểm, Bích Ngọc 50 điểm, Minh Tài 80 điểm, Phước Lộc 60 điểm. Cùng chúc mừng cho cả 4 thí sinh. Mời các thí sinh sẽ đến với vòng thi thứ hai, vòng thi ra khơi.
Dòng thi thứ hai, ra khơi. Có 4 câu hỏi bằng 4 đoạn video hay hình ảnh để thí sinh quan sát. Khi đồng hồ đếm ngược xuất hiện, 4 thí sinh cùng trả lời bằng máy tính. Thời gian 30 giây một câu trả lời. Trả lời đúng và nhanh nhất cộng 40 điểm. Trả lời đúng và nhanh thứ hai cộng 30 điểm. Trả lời đúng và nhanh thứ ba cộng 20 điểm. Trả lời đúng và nhanh thứ tư cộng 10 điểm. Trả lời sai hoặc không trả lời thì không cộng hay trừ điểm. Ở vòng thi thứ hai ra khơi, đòi hỏi các thí sinh phải quan sát và lắng nghe thật là kỹ các video clip. Và bây giờ chúc các bạn thành công nhé. Mời các bạn đến với video clip đầu tiên. Đã hết thời gian, xin mời đáp án của các bạn thí sinh. Quý vị và các bạn thân mến, đối với câu hỏi này thì Đức Anh và Phước Lộc có đáp án là C, Bích Ngọc có đáp án là D, Minh Tài có đáp án là B. Theo video clip vừa rồi mà chúng ta vừa xem thì quy luật như sau. Dấu chấm đen gốc bên trên phải sẽ di chuyển qua trái, dấu chấm còn lại di chuyển từ dưới lên trên. Do đó, đáp án đúng của chương trình chính là đáp án C. Chúc mừng cho Phước Lộc và Đức Anh đã có đáp án chính xác trong câu hỏi này. Mời 4 thí sinh đến với video clip tiếp theo. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Anh có đáp án là Bế Văn Giàng, Bích Ngọc có đáp án là Phan Đình, Minh Tài là La Văn Câu và Phước Lộc là chưa kịp đưa ra đáp án. Thưa quý vị và các bạn, đây là một câu hỏi quan sát những thông tin về hình ảnh sau và cho biết đây là nhân vật lịch sử nào. Đáp án đúng của chương trình là La Văn Cầu. Thưa quý vị và các bạn, rất tiếc là đáp án của Minh Tài thì gần đúng nhưng chưa đúng về yếu tố chính tả. Do đó là chúng ta rất tiếc đối với câu hỏi này chưa có thí sinh nào có đáp án chính xác. Mời các thí sinh đến với video clip thứ 3. Đã hết thời gian, xin mời đáp án của các thí sinh. Thưa quý vị và các bạn, đối với câu hỏi này thì các bạn hãy cho biết các gợi ý nói đến môn thể thao nào và đáp án của các bạn thí sinh như sau. Bích Ngọc chọn đáp án là bắn cung, Phước Lộc đáp án là đá cầu, đáp án của Minh Tài thì chưa rõ về dấu, Đức Anh thì cũng chưa hoàn thành đáp án.
Thưa quý vị, đối với câu hỏi này thì đáp án đúng là đá cầu. Do đó là chúng ta chúc mừng cho Phước Lộc đã có đáp án hoàn chỉnh và chính xác nhất. Các bạn thí sinh của chúng ta thật là lưu ý cái vấn đề gõ cho chính xác nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Xin mời. Option listen, watch and choose A, B, C, D or E. What is true about the tower in the pictures? A. It is the Big Ben Tower in London, England. B. The tower stands straight up at an angle of 90 degrees, horizontally. C. Scientist Galileo Galilei made a great experiment of free fall here. D. The tower has the style of East Asian architecture. E. Nobody has ever visited the tower since its building date. Đã hết thời gian, xin mời đáp án của các thí sinh. Quý vị và các bạn thân mến, đối với câu hỏi này thì có 3 thí sinh chọn đáp án C, 1 thí sinh là Đức Anh chọn đáp án D. Một câu hỏi tiếng Anh và các bạn có thể nghe được nội dung như sau. Điều gì đúng về tháp trong các hình? Đáp án A. Đây là tháp Big Ben ở London, Đức Anh. Đáp án B. Tháp dựng đứng thẳng một góc 90 độ so với mặt đất. Đáp án C. Galileo Galilei đã làm một thí nghiệm nổi tiếng về rơi tự do tại đây. Đáp án D. Tháp có kiểu kiến trúc Á Đông. Đáp án Y. Từ ngày xây dựng đến nay không có ai đến thăm. Thưa quý vị và các bạn, vậy thì đáp án đúng chính là đáp án C. Và chúng ta cùng chúc mừng cho Bích Ngọc, Minh Tài và Phước Lộc. Các bạn thân mến, trong ảnh có một bảng vinh dự bằng tiếng Latin ghi nhận tại nơi này. Ông Galileo Galilei đã từng làm thí nghiệm về rơi tự do, chứng minh rằng tốc độ rơi không phụ thuộc khối lượng. Quý vị và các bạn thân mến, vậy thì 4 thí sinh của chúng ta đã đi qua vòng thi thứ 2, vòng thi ra khơi. Bây giờ chúng ta cùng nhìn lại điểm số của các thí sinh. Chúc mừng cho Đức Anh với 100 điểm, Bích Ngọc 80 điểm, Minh Tài 120 điểm và tạm dẫn đầu là Phước Lộc với 150 điểm. Mời các thí sinh đến với vòng thi thứ 3. Vòng thi vượt sóng. Vòng thi thứ 3, vượt sóng. Mỗi thí sinh có một lượt lựa chọn các câu hỏi tương ứng với các ô số của vòng thi. Các thí sinh sẽ cùng nhập câu trả lời từ bàn phím máy tính với thời gian 20 giây cho mỗi câu. Trả lời đúng cộng 20 điểm. Trả lời sai không bị trừ điểm. Để trả lời đáp án của vòng thi, thí sinh sẽ bấm chuông xác nhận. Trả lời đúng ở thời điểm đã hết một câu hỏi cộng 50 điểm. Trả lời đúng ở thời điểm đã hết hai câu hỏi cộng 40 điểm. Trả lời đúng ở thời điểm đã hết 3 câu hỏi cộng 30 điểm. Trả lời đúng ở thời điểm đã hết 4 câu hỏi cộng 20 điểm. Trả lời đúng ở thời điểm đã hết câu hỏi gợi ý phụ cộng 10 điểm. Trả lời sai đáp án của vòng thi, thí sinh bị dừng cuộc chơi vòng thi. Kết thúc vòng thi vượt sóng, mỗi thí sinh được cộng 10 điểm. Các thí sinh thân mến, các bạn lưu ý là đáp án của vòng thi là một cụm từ, gồm có 13 chữ cái tiếng Việt. Bây giờ thì xin mời Đức Anh sẽ chọn câu hỏi. Giờ em chọn hàng ngang số 4. Đức Anh chọn câu hỏi hàng ngang số 4. Xin mời câu hỏi. Câu hỏi có nội dung như sau. Điền hai từ còn thiếu để hoàn chỉnh khổ thơ sau. Ở ngoài kia .. Trăm nghìn con sóng đó, con nào chẳng tới bờ, dù muôn vời cách trở. Trích bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh. Thời gian dành cho các bạn bắt đầu.
hết thời gian. Mời đáp án của các thí sinh. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Anh có đáp án là biển khơi. Bích Ngọc có đáp án là nơi xa xôi. Minh Tài cùng đáp án với Đức Anh là biển khơi. Và Phước Lộc thì rất tiếc là chưa có đáp án. Quý vị và các bạn thân mến, đáp án của chương trình đối với câu hỏi này là đại dương. Ở ngoài kia đại dương trăm nghìn con sóng đó, con nào chẳng tới bờ dù muôn vời cách trở. Những câu thơ trong bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh. Và rất tiếc là chưa có thí sinh có câu trả lời đúng trong câu hỏi này nên chúng ta chưa được lật mở ký tự. Mời lượt lựa chọn đến từ thí sinh Bích Ngọc. Dạ, em chọn hàng ngang số 3. Bích Ngọc chọn câu hỏi hàng ngang số 3. Xin mời câu hỏi. Fill in the blanks. Reaching 36.201 feet below sea level, the Mariana Trench is point in the ocean. Thời gian dành cho các bạn bắt đầu. Đã hết thời gian, xin mời đáp án của các thí sinh. Đức Anh và Bích Ngọc đáng tiếc là chưa có câu trả lời. Minh Tài có đáp án là The Deepest. Phước Lộc có đáp án là Most Deep. Most Deepest. Quý vị và các bạn thân mến, đây là một câu hỏi tiếng Anh và có nghĩa là đạt tới độ sâu 36.201 feet bên dưới mực nước biển, vực Mariana là .. điểm trong đại dương. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta ghi nhận Đức Anh bấm chuông để trả lời ô chữ. Nhưng chúng ta sẽ đi qua câu hỏi này trước cái đã, xong rồi chúng ta sẽ đến với phần trả lời của Đức Anh. Quý vị và các bạn thân mến, với phần giải thích vừa rồi, do đó thì đáp án đúng của chúng ta là The Deepest, sâu nhất. Do đó đáp án đúng là đáp án của bạn Minh Tài. Xin chúc mừng cho Minh Tài. Với đáp án đúng của Minh Tài thì chúng ta có thể lật mở ký tự. Xin mời. Có 3 ký tự đã được lật mở: A, B và U. Thưa quý vị và các bạn, Đức Anh đã bấm chuông để giải ô chữ. Minh Tài và Bích Ngọc cũng bấm chuông, nhưng Đức Anh đã bấm chuông trước. Do đó thì bây giờ chúng ta sẽ đến phần trả lời của Đức Anh. Em có tự tin không? Dạ, em tự tin, cũng khá tự tin. Khoảng bao nhiêu phần trăm cho câu trả lời của mình? Dạ, khoảng 60%. Khoảng 60%. Và mọi người đều đang dõi mắt theo, hy vọng rằng đó sẽ là câu trả lời đúng. Xin mời Đức Anh. Dạ, đáp án của em là Thái Bình Dương. Chị thấy là cổ động viên của em vỗ tay và cổ động viên của các bạn khác cũng vỗ tay luôn. Đức Anh thân mến, đáp án của em là Thái Bình Dương. Em có thể giải thích một chút về tại sao em lại chọn đáp án này? Dạ, theo em nghĩ là ở câu em chọn thì cái điện từ vào là đại dương và Thái Bình Dương là đại dương sâu nhất ở trên thế giới. Và những căn cứ đó đã cho em câu trả lời chính xác. Quý vị và các bạn thân mến, từ khóa của vòng thi là Thái Bình Dương. Thái Bình Dương là đại dương lớn nhất và sâu nhất trong các đại dương của trái đất với diện tích 165.200.000. Thưa quý vị và các bạn, Thái Bình Dương là đại dương lớn nhất và sâu nhất trong các đại dương của trái đất với diện tích 165.250.000 km vuông. Thái Bình Dương chiếm khoảng 32% tổng diện tích và chiếm 46% diện tích bề mặt nước của trái đất. Ngày 20 tháng 9 năm 1519, Ferdinand Magellan, một nhà thám hiểm và nhà hàng hải người Bồ Đào Nha, đã chỉ huy đoàn thám hiểm gồm 270 thủy thủ khởi hành từ Tây Ban Nha vượt qua Đại Tây Dương đi vòng quanh thế giới. Đến cuối năm 1520, khi tới quần đảo Philippines, Magellan cùng các thuyền viên nhận thấy vùng biển ở đây khá yên tĩnh và lặng gió nên đã đặt tên cho vùng biển này là Thái Bình Dương, có nghĩa là vùng biển yên bình. Tuy nhiên, Thái Bình Dương không phải lúc nào cũng yên bình. Hàng năm, luôn có rất nhiều cơn bão nhiệt đới hoành hành trên đại dương này. Chúng cũng thường tấn công vào các đảo và đất liền châu lục tiếp giáp.
Vùng vành đai Thái Bình Dương đầy rẫy núi lửa và khu vực này thường bị ảnh hưởng bởi động đất. Đôi khi xuất hiện những cơn sóng thần có nguồn gốc từ động đất dưới đáy biển, chúng phá hủy nhiều hòn đảo và trong một vài trường hợp là toàn bộ các khu dân cư. Đó là những thông tin về từ khóa của vòng thi Thái Bình Dương. Và đáp án này đã mang điểm số về cho Đức Anh một lần nữa. Chúng ta cùng chúc mừng cho Đức Anh. Quý vị và các bạn thân mến, khi mà các bạn của chúng ta đi qua được vòng thi thứ 3, vòng thi vượt sóng thì mỗi thí sinh sẽ được cộng thêm 10 điểm. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại điểm số của các bạn thí sinh. Đức Anh 150 điểm, Bích Ngọc 90 điểm, Minh Tài 150 điểm, Phước Lộc vẫn đang tạm dẫn đầu với 160 điểm. Chúc mừng các thí sinh. Và cơ hội dành cho các bạn vẫn còn rất là nhiều, nên chúng ta cứ thật là bình tĩnh, tự tin với những lựa chọn của mình. Bây giờ thì mời các thí sinh sẽ đến với vòng thi thứ 4, cũng là vòng thi cuối cùng, vòng thi Vinh Quang. Vòng thi thứ 4, Vinh Quang. Mỗi thí sinh có 2 lượt lựa chọn kho câu hỏi và gói điểm. Lần 1, lựa chọn gói điểm của kho A. Lần 2, lựa chọn gói điểm của kho B hoặc kho C. Cả 4 thí sinh cùng trả lời trên máy tính với thời gian 25 giây một câu trả lời. Trả lời đúng sẽ được cộng số điểm của gói câu hỏi. Trả lời sai không bị trừ điểm. Riêng thí sinh được chọn gói điểm và kho câu hỏi thì bị trừ một nửa số điểm của gói câu hỏi đó. Mỗi thí sinh chỉ được đặt ngôi sao Hy Vọng một lần trong 2 lượt lựa chọn câu hỏi của mình. Trả lời đúng câu hỏi có ngôi sao Hy Vọng sẽ cộng gấp đôi số điểm. Trả lời sai sẽ bị trừ số điểm của gói câu hỏi. Các bạn thí sinh chú ý, đối với vòng thi này thì ở lượt đầu tiên các bạn chỉ được chọn gói câu hỏi của kho A thôi. Và ở vòng thi này các bạn lưu ý là có thêm ngôi sao Hy Vọng. Do đó là các bạn hãy cân nhắc và chọn ngôi sao Hy Vọng đúng lúc để mang về điểm số cho mình. Bây giờ chúng ta sẽ đến với lượt lựa chọn câu hỏi của Đức Anh. Giờ em chọn 20 điểm kho A. Đức Anh chọn câu hỏi 20 điểm kho A. Xin mời câu hỏi. Các bạn thân mến, đây là một câu hỏi môn lịch sử. Câu hỏi có nội dung như sau: nên đánh hay nên hòa là nội dung được bàn đến trong hội nghị lịch sử nào dưới thời Trần? Thời gian dành cho các bạn bắt đầu. Đã hết thời gian. Mời đáp án của các thí sinh. Quý vị và các bạn thân mến, cả 4 thí sinh đều có đáp án là Diên Hồng. Các bạn thân mến, đó cũng chính là đáp án của chương trình. Chúc mừng cả 4 thí sinh. Xin mời lượt lựa chọn của Bích Ngọc. Dạ, em chọn gói 30 điểm kho A. Gói 30 điểm kho A. Xin mời câu hỏi. Đây là một câu hỏi môn tiếng Anh. Xin mời các bạn. Rewrite, I do not know. Equal I have. Thời gian dành cho các bạn bắt đầu. Đã hết thời gian, mời đáp án của các thí sinh. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Anh có đáp án là not idea. Bích Ngọc có đáp án là not new. Đáp án của Minh Tài là no idea. Phước Lộc là not know. Viết lại câu không đổi nghĩa.
câu của chương trình là I do not know. Vậy thì nó sẽ bằng với I have no idea. Chúng ta chúc mừng cho Minh Tài đã có đáp án chính xác trong câu hỏi này. Mời lượt lựa chọn của thí sinh Minh Tài. Dạ, em chọn 10 kho A. Câu hỏi 10 điểm kho A, xin mời. Tiếp tục là một câu hỏi môn tiếng Anh. What is the singular form of mice? Thời gian dành cho các bạn bắt đầu. Đã hết thời gian, mời đáp án của các thí sinh. Có 3 thí sinh đưa ra đáp án và Phước Lộc thì chưa kịp đưa ra đáp án. Quý vị và các bạn thân mến, câu hỏi của chương trình là hình thức số ít của mai, những con chuột là... Đáp án của chương trình là mouse, con chuột. Do đó chúng ta chúc mừng cho Minh Tài đã có đáp án chính xác. Các bạn thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với lượt lựa chọn của Phước Lộc. Mời em. Dạ, em chọn 10 điểm kho A. Câu hỏi 10 điểm kho A. Xin mời câu hỏi. Đây là một câu hỏi bộ môn ngữ văn. Các bạn thân mến, câu hỏi của chương trình là Chu Mạnh Trinh là người am hiểu nghệ thuật kiến trúc. Ông đã vẽ kiểu ngôi chùa nào khi trùng tu? Thời gian bắt đầu. Đã hết thời gian, chúng ta cùng xem đáp án của các thí sinh. Đức Anh, Bích Ngọc có đáp án là Thiên Mụ, Minh Tài có đáp án là Chùa Một Cột, Phước Lộc có đáp án là Phổ Minh. Và các bạn thân mến, đáp án của 4 thí sinh chưa phải là đáp án chính xác. Chú Mạnh Trinh là người am hiểu nghệ thuật kiến trúc và ông đã vẽ kiểu ngôi chùa nào khi trùng tu. Đáp án của chương trình chính là Thiên Trù. Đáp án chính là Thiên Trù ạ. Rất tiếc với câu hỏi này thì các bạn chúng ta chưa đưa ra được đáp án chính xác. Và các bạn thân mến, chúng ta đã đi qua một lượt lựa chọn câu hỏi. Và đến lượt tiếp theo, các bạn lưu ý chúng ta có ngôi sao hy vọng ha. Chúng ta đặt ngôi sao hy vọng cho đúng lúc để mang về điểm số cho mình. Và cổ động viên ơi, hãy dành một tràng pháo tay để động viên tinh thần cho cả 4 thí sinh. Bây giờ thì quay lại với lượt lựa chọn của Đức Anh. Giờ em lựa chọn 20 điểm kho B. Đức Anh chọn câu hỏi 20 điểm kho B. Xin mời. Đây là một câu hỏi bộ môn sinh học ạ. Và Đức Anh đã chọn ngôi sao hy vọng. Enzyme tham gia trong pha tối của quang hợp tồn tại ở bộ phận nào của lục lạp? Thời gian bắt đầu. Đã hết thời gian, mời đáp án của các thí sinh. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Anh và Minh Tài có đáp án giống nhau là chất nền, Bích Ngọc đáp án là màng thylakoid, Phước Lộc có đáp án là biểu bì. Và với câu hỏi này thì Đức Anh có đặt ngôi sao hy vọng. Quý vị và các bạn thân mến, đáp án đúng chính là chất nền. Chúc mừng cho Đức Anh, chúc mừng cho Minh Tài và chúc mừng cho Đức Anh đã chọn ngôi sao hy vọng đúng lúc.
Bây giờ thì sẽ đến lượt lựa chọn cô Bích Ngọc. Dạ, em xin chọn gói 30 điểm kho B. Gói 30 điểm kho B. Xin mời. Tiếp tục là một câu hỏi môn sinh học ạ. Ngôi sao hy vọng của Bích Ngọc. Chúng ta cùng chúc mừng, cùng động viên tinh thần cho Bích Ngọc nha. Câu hỏi có nội dung như sau. Một chỉ số quan trọng để đánh giá tế bào có hưng phấn hay không hưng phấn là gì? Thời gian bắt đầu. Đã hết thời gian. Mời đáp án của các thí sinh. Đáp án của Đức Anh là ATP, Bích Ngọc là hormone. Minh Tài và Phước Lộc thì chưa có đáp án. Các bạn thân mến, đối với câu hỏi này, đáp án của chương trình chính là điện tế bào. Chưa có thí sinh nào có đáp án chính xác trong câu hỏi này. Các bạn tiếp tục cố gắng, đừng nản lòng nha. Bây giờ thì đến lượt lựa chọn của Minh Tài. Em chọn 20 câu B, kho B. Câu hỏi 20 điểm kho B. Một câu hỏi môn hóa học ạ. Và bạn đã đặt ngôi sao hy vọng ạ. Câu hỏi có nội dung như sau. Trong hợp chất số oxy hóa lớn nhất và nhỏ nhất của nguyên tử sulfur lần lượt là bao nhiêu? Thời gian dành cho các bạn bắt đầu. Đã hết thời gian, xin mời đáp án của các thí sinh. Quý vị và các bạn thân mến, khi chúng ta thấy đáp án của các thí sinh thì cổ động viên vỗ tay rất nhiều đúng không ạ? Rất hồi hộp với đáp án câu hỏi này và càng hồi hộp hơn khi mà Minh Tài chọn ngôi sao hy vọng cá cược số điểm của mình. Không biết là bạn chọn ngôi sao hy vọng có đúng lúc hay không? Thưa quý vị và các bạn, đối với câu hỏi này thì đáp án của chương trình có hai thí sinh chọn đáp án là -2 + 6 và một thí sinh chọn là +6 - 2. Và đáp án đúng của chương trình chính là +6 và -2. Minh Tài đã có đáp án chính xác và Minh Tài đã chọn ngôi sao hy vọng rất đúng lúc. Chúc mừng bạn. Bây giờ thì đến với lượt lựa chọn của Phước Lộc. Dạ, gói 10 điểm kho C. Gói 10 điểm kho C. Xin mời câu hỏi. Đây là một câu hỏi kiến thức tổng hợp dành cho các bạn. Xin mời câu hỏi. Hàng năm có nhiều lĩnh vực được trao giải thưởng Nobel. Tuy nhiên, trong lĩnh vực khoa học tự nhiên không có giải Nobel cho lĩnh vực nào. Thời gian bắt đầu. Đã hết thời gian và bây giờ chúng ta cùng xem đáp án của các thí sinh. Quý vị và các bạn thân mến, có 3 thí sinh chọn đáp án là toán và một thí sinh chọn đáp án là môn sinh. Giải thưởng Nobel là giải thưởng vô cùng danh giá thuộc các lĩnh vực vật lý, hóa học, y học, văn học, hòa bình, vân vân. Tuy nhiên không có giải Nobel cho lĩnh vực toán học. Chúc mừng cho Đức Anh, Bích Ngọc, Minh Tài đã có đáp án chính xác trong câu hỏi này. Quý vị và các bạn thân mến, vậy thì chúng ta đã đi qua các vòng thi của cuộc thi tuần thứ 3, tháng thứ 8, năm thứ 14 và bây giờ là điểm số của các thí sinh.
Đức Anh đã mang về cho mình số điểm 220 điểm, Bích Ngọc 75 điểm, Minh Tài 280 điểm và Phước Lộc 170 điểm. Vậy thì chúng ta cùng chúc mừng cho Minh Tài, thí sinh Trần Minh Tài lớp 11A1 trường Trung học phổ thông Trương Định đã là người chiến thắng, giành được điểm số cao nhất. Và về nhì là thí sinh Phan Nguyễn Đức Anh lớp 11 khóa trường Trung học phổ thông chuyên Tiền Giang với số điểm là 220 điểm đã về nhì. Và về ba là thí sinh Lê Nguyễn Phước Lộc, học sinh lớp 10A6 trường Trung học phổ thông Tư Thục ấp Bắc, và thí sinh Bích Ngọc, Dương Thị Bích Ngọc lớp 11A trường Trung học phổ thông Lưu Tấn Phát đã về ba của chương trình chúng ta. Bây giờ thì mời các thí sinh cùng tiến lên phía trước sân khấu để nhận giải thưởng. Trân trọng kính mời ông Nguyễn Hoài Linh, Phó Giám đốc VNPT Vinaphone Tiền Giang. Trân trọng kính mời thầy Nguyễn Phương Toàn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang, Phó Chủ tịch Hội đồng Cố vấn tiến lên sân khấu để trao giải thưởng cho các thí sinh. Cùng vươn lên phía trước để đi tới chân trời khoa học, để mơ ước vươn tới tương lai. Cùng nhau các tiếng hát, bạn ơi hãy xuất phát, và ta sẽ căng bừng xa khơi cùng nhau vượt sông giữa biển. Thưa quý vị và các bạn, vậy thì chúng ta đã tìm ra được chủ nhân của dòng quyền quế. Xin được chúc mừng thí sinh Trần Minh Tài là học sinh lớp 11A1 trường Trung học phổ thông Trương Định. Xin trân trọng cảm ơn. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì chúng ta khép lại cuộc thi tuần thứ 3 tháng thứ 8 năm thứ 14 của Đường Đến Vinh Quang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Trân trọng kính mời quý thầy cô, các cổ động viên cùng tiến lên sân khấu để chụp ảnh lưu niệm cùng với các thí sinh. Trân trọng kính mời. VNPT Vinaphone hân hạnh tài trợ phát sóng chương trình này.